mình là mình đến đây với ai ạ? Dạ em đi với một đứa con trai. Vậy hả? Dạ mình... em diễn thì một mình. Sao không diễn ba bốn người cho nó vui? Dạ kính thưa ban giám khảo, trước khi thi em xin phép được nói lời chân thành cảm ơn ban tổ chức của chương trình, cảm ơn ban giám khảo đã tạo một sân chơi luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, và cũng như em có được cơ hội được đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Em rất chân thành cảm ơn các ban giám khảo các chương trình. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị ạ. Chương trình cũng cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi mỗi người có một chai nước uống cho nó mát thấm giọng. Dạ rất là bổ khỏe, các anh dùng là cảm thấy mát và ấm lòng. Dạ, đúng rồi, ướp nước lạnh phải mát chứ. Dạ thì bây giờ mình thi. Dạ, dạ. Kính thưa ban giám khảo. À, còn thưa nữa ha. Dạ. Kính thưa quý khán giả, để tiếp tục chương trình thách thức danh hài hôm nay, em xin phép được trình bày một nhà phẩm được mang tên dạ. Không bao giờ em quên. Chị. Dạ. Cái phần này là mình thi hay là mình dễ? Không bao giờ em quên, sáng tác của Lê Kim Quang. À, giới thiệu sản phẩm. À. Âm nhạc. Debut. Dạ. Dạ. Em xin phép bắt đầu. 60 giây bắt đầu ạ. U quay. Chồng ơi, có lẽ là em đã rớt rồi vòng một thi thách thức danh hài mùa sau. Xin chồng hãy tha thứ cho em vì đó là định mệnh. Thì thôi em xin cúi đầu cho bạn giám khảo rồi em quẹo phải quay. U quay. Hey, cười đây. Em xin cảm ơn ban giám khảo cho em cái cơ hội. Bây giờ vậy là chị đang có 2 triệu. Dạ. Chị thi nữa không? Dạ em. Dạ em thi tiếp. Dạ em biết rồi. Thi tiếp. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Con có bầu quay tới cỡ nào? Thời gian 60 giây tiếp tục bắt đầu. Và niềm mơ đó em luôn yếu trong tim, dù một năm hay một mùa lòng tôi vẫn đợi các tiếng gọi mời là mình liền lên xe. U quay. Ai là điện thoại cho mình? Mà cái phone của mình nó rung mạnh dữ vậy ta? Em xin phép 5 phút. Cho em nghe điện thoại. Trời ơi, đầu tư quá trời đầu tư. Alo. Dạ. Chị hả, em đang thi thách thức danh hài. Hả, chị cũng đi thi nữa hả? Sao em không nghe chị thi cách tin? À, chị là bạn anh Trấn Thành hả? À được rồi, để em chuyển máy cho chị nói chuyện với anh Trấn Thành nha. Anh Trấn Thành ơi, nghe điện thoại đi anh Trấn Thành. Hết thời gian rồi. Cuối cùng. Hết giờ rồi chị ơi. Em hơi chậm. Dạ, mời chị. Thí dụ em nghe thì sao? Thí dụ em nghe rồi dạ, thì sao? Dạ, anh nghe thì anh cho em vô giọng đi. Anh nghe anh cho em vô giọng đi, em sẽ trả lời với anh. À vậy hả? Ừ, vậy sao có trả lời vậy ạ? Dạ, thôi, em cảm ơn anh. Được là cũng đầu tư đấy chứ. Dạ, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Cảm ơn chị ạ. Xin mời nhóm thí sinh Thúy Nga. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho cánh cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Ồ, đông dữ. Rồi, mời giới thiệu nào. Dạ, em chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và các vị khán giả ở đây và anh Nguyễn Nhật Trai. Bạn là Thúy Nga. Dạ, em tên là Thúy Nga và đây là các bạn trong nhóm của em. Năm nay em 19 tuổi. Công việc hiện tại của em là make up hóa trang trong đoàn phim. Còn đây là anh ấy tên là Hoàng và làm trong bộ phận âm thanh. Còn anh bên đây là Vũ Thanh,
ảnh là quản lý của diễn viên. Dạ. Còn anh bên đây là camera của đoàn, chị bên kia là ánh sáng. Này mình giới thiệu vui hay là giới thiệu thật? Dạ thật. Thật. Ê, cái phim này một cái nhóm đoàn nhỏ ở Bình Dương á. Dạ. À, tức là mình lập được một group để mình làm những bộ phim mình thích, mình muốn. Dạ. Các bạn có sản phẩm nào chưa? Dạ có. Bây giờ là giới trẻ nè, có sản phẩm không? Có mọi thứ trong tay thì ráng cho tụi anh, có nghĩa là cười không cười mình cũng cần biết, nhưng mà quan trọng là mình cho anh thấy có tư duy xíu nha. Không có dàn dựng đàng hoàng tí, đừng lên làm ào ào thất vọng nữa buồn nha. Dạ. Rồi diễn ơi. Dạ, cho em xin chút xíu chuẩn bị. Dạ. Dạ. Cho xin chút xíu chuẩn bị. Diễn nào cho tất cả cùng lên sóng nha. Dạ. 60 giây bắt đầu. Oh, mưa lạnh quá. À, dạ. À, trời ơi, ngôn tình Hàn Quốc. Ủa sao quen quen vậy ta? Này anh đưa vụ cho em mà anh đi đúng không? Không có, ai làm vậy em? Vậy là ngôn tình thiệt rồi. Là mượn cái dù nha. À, dạ. Sao mưa mà em không có dù che mưa vậy? Dạ, à, tại em đứng đợi xe mà em vậy không hả? Dù. À, dạ. Tại em ngu quá nên không có dù thôi. À, em. anh đưa lại cho em đúng không? À, không có. Em cho xin 50.000 đi. Biết ngay mà. À, thôi, anh không thấy đâu em. Hả? Anh thích em rồi, anh không thấy đúng không? Không có em. Anh ơi. Hết thời gian. Diễn cái gì? Ông trời vẫn phân bổ cho mỗi người một công việc đó các bạn. Với phim nó khác cái chuyện diễn hài. Đúng rồi. Đúng rồi. Tự nhận hay đúng rồi. Kể tiếp cái câu chuyện đi, kể bằng miệng thôi. À, nãy dài xong, sau đó rồi anh này là coi như lấy tiền 100.000 của cái vụ. Rồi sao? Nãy là 50, này là 100. Rồi sao nữa? Là hết một, là hết 60 giây. À. Cười chỗ nào? Tính là vậy. Tính là vậy. Ồ, tụi em không có gì diễn xuất hết. Cầm cái dù là anh biết lấy tiền dù rồi đó. Ờ, em để âm nhạc nè. Nhạc gì đó. Một cái ngôn tình lãng mạn. Nghe không? Cho anh xin 50, anh bán dù. Rồi tắt nhạc vậy thôi. Nghe không? Nghe không? Nó phải có diễn.